chỉ thu phục được nhiều bạn trẻ và người cao tuổi, xe đạp điện còn trở thành thú chơi của rất nhiều người. Trong đó, phong trào tự chế xe đạp điện đang được nhiều tín đồ theo đuổi. Anh Đào Trọng Thiết, một nhân viên tại trung tâm FPT Service, vẫn đi làm hàng ngày bằng chiếc xe đạp điện này. Có điều, chiếc xe đạp điện anh sở hữu không phải mua từ một cửa hàng nào mà là do anh tự chế ra. Với tổng chi phí chỉ khoảng 6 triệu đồng mà lại có nhiều điểm khá tiện lợi so với những chiếc xe đạp điện trên thị trường. Thứ nhất, xe đạp điện của anh Thiết cũng chạy bằng pin, vốn là pin cũ của một chiếc máy tính xách tay. Nhờ đó phần khung của chiếc xe khá nhỏ gọn chứ không cồng kềnh như dùng ắc quy. Để đi được khoảng cách dài hơn, anh sử dụng hai bộ pin, pin chính 48 Ah, pin phụ 18 Ah để chiếc xe có thể chạy tối đa là 100 km. Như vậy, với quãng đường đi làm khoảng 25 km mỗi ngày giữa Đông Anh và Cầu Giấy Hà Nội, 4 ngày anh Thiết mới phải sạc đầy pin một lần. Khi mà làm cái xe này thì tôi băn khoăn giữa là mình dùng bình ắc quy và pin. Đấy, thì sau là tôi chọn cái phương án là chạy bằng pin. Nhưng mà pin thì khi mình mua mới thì nó giá thành nó hơi cao. Thì tôi chọn cái phương án là lấy cái pin bỏ đi của máy tính xách tay. Để chiếc xe đạp điện của mình có thể chạy tốt trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trời mưa, đường ngập mà không sợ bị chập điện hay hỏng IC, anh Thiết đã sử dụng gỗ thông dầu chống thấm nước để ốp toàn bộ phần khung xe. Như thế, sau khi chúng tôi phun nước vào xe hơn 1 giờ đồng hồ để làm thử nghiệm khả năng chống nước, chiếc xe này vẫn hoạt động được bình thường. Bản thân là gỗ thông dầu ấy thì là nó chống được nước. Đấy là đặc điểm của gỗ thông dầu là như vậy. Đấy, thì lúc nào tôi chọn cái xe này là ốp bằng gỗ thông dầu. Cái độc đáo ấy, khi mà những cái xe đạp thông thường hoặc xe đạp điện bán ở ngoài thị trường ấy là họ dùng những cái thụt là bằng nò xo thì nó rất là cứng. Đấy, thì tôi lại chọn sang cái phương án là dùng giảm xóc của xe máy. Thì tôi chọn cái phương án là xóc của xe máy Cúp 82 ấy, thì nó rất là mềm mại khi mà đi vào những cái ổ gà ấy, rất là êm. Đấy, không bị xóc. Ngồi lên xe cảm giác nó rất là thoải mái, nó không như những cái xe đạp điện bình thường kia. Mặc dù mới chế tạo được những chiếc xe đầu tiên, song sản phẩm này của anh Thiết đã có một số người hỏi mua. Những khách hàng này tỏ ra khá hài lòng về sản phẩm. Cái chất lượng về cái những cái như motor này rồi pin là mình thấy là khá là đảm bảo, với một cái tốc độ mà có thể đi tầm khoảng 45 km/h và lại có thể chạy khoảng gần 100 km thì mình thấy là khá tốt để mà cho một cái xe đạp điện mà sạc của nó lại dùng được sạc của laptop. Như thế có thể mình vừa đeo cặp laptop, mình vào một quán trà đá, mình ngồi uống nước, có thể nhờ cắm sạc được một cái xe đạp rất là tiện lợi. Cái ưu điểm vượt trội của cái xe là nó thân thiện với cả môi trường. Mà đây là do xe là do kỹ thuật tự chế, là tận dụng được các cái nguồn linh kiện ở mức độ rất là phù hợp. Cái tiêu chí thứ hai đó là cái chi phí hợp lý. Ngoài ra thì nó cũng là một cái rất là độc đáo. Tuy nhiên, chính chủ nhân của chiếc xe này lại tỏ ra chưa thực sự hài lòng với tác phẩm. Anh cho rằng, về hình thức, chiếc xe trông còn khá thô, chưa tiện lợi lắm khi chỉ đi được một người. Dự định của anh Thiết là sẽ thiết kế một chiếc xe hoàn thiện hơn, có thể là xe máy điện có hộp số như xe máy thông thường và đi được với tốc độ nhanh hơn, quãng đường dài hơn chiếc xe hiện tại. Còn đây là anh Ngô Anh Thắng, một nhân viên khách sạn bình thường ở Hà Nội. Anh muốn sở hữu một chiếc xe đạp điện mà ngay cả khi chiếc xe hết nhiên liệu, việc đạp xe cũng không phải là trở ngại đối với chủ nhân của nó. Để đạt được yêu cầu này, chiếc xe phải có trọng lượng nhẹ, có cả trợ lực để việc đạp xe trở nên dễ dàng. Đồng thời, bánh xe cần phải to, để chỉ với số vòng quay ít, người ta cũng có thể đi được quãng đường dài. Vậy là từ khung của chiếc xe thống nhất cũ, càng của xe cào cào, đèn của xe thể thao, bánh xe của xe Phượng Hoàng, chiếc xe đạp điện tự chế của anh Thắng đã ra đời.
Chiếc xe đạp này đã thay thế cho chiếc xe máy của anh Thắng để trở thành bạn đồng hành của anh mỗi khi tới nơi làm việc. Đồng thời, nó còn đóng vai trò như một phương tiện rèn luyện sức khỏe nữa. Ý tưởng về cái xe đạp điện này thì lúc đầu thì cũng xuất phát về việc nhiều khi mình đi làm, đi xe máy đường nó cũng đông ấy. Nhiều lúc xong rồi nắng cũng kiểu đôi khi cảm thấy nó chán xe máy ấy, xong rồi cũng định dự kiến là đi xe đạp. Đấy, nhưng mà xe đạp thì cũng nghĩ là nó cũng kiểu như là đi ở trời nắng thì nó cũng rất là vất vả. Thế là sau đó thì mình cũng lang thang ngồi trên mạng đọc thông tin thôi, tình cờ cũng thấy là những cái dòng xe đạp điện của Trung Quốc hồi đó nó mới sang ấy, thì khi mình mới nảy sinh ra là làm cái xe đạp điện. Để chiếc xe nhẹ hơn, anh Thắng đã sử dụng chất liệu tôn ốp bên ngoài bình ắc quy. Xe sử dụng động cơ trợ lực của Nhật, bình ắc quy 24V có thời gian sạc 6 tiếng. Xe chạy 30 km/h và chạy được tối đa khoảng 20 km. Đồng nghiệp của anh Thắng tỏ ra thích thú trước sản phẩm tự chế này của anh. Khi tôi nhìn cái xe thiết kế của xe này thì tôi thấy là rất là độc đáo, nó khác rất khác với các xe khác thông thường, mà tôi nhìn thấy hình dáng thì nó cong cong rất lạ mắt. Tôi rất thích cái thiết kế này của anh Thắng. Em rất là thích cái xe này. Đi nếu mà để đạp thanh cảnh thì đi có thể là đi được trong thành phố. Còn chẳng may mà nó hết điện thì đạp sẽ có vẻ là hơi nặng. Tuy nhiên, anh Thắng cũng như đồng nghiệp của mình cũng nhận ra chiếc xe còn nhiều mặt hạn chế. Đầu tiên là quãng đường mà xe đi được chỉ khoảng 20 km. Như vậy, anh sẽ thường xuyên phải nạp ắc quy. Thứ hai, tấm ốp bình ắc quy được chế bằng tôn không cách nhiệt và không chấm thấm nước nên chưa an toàn cho sản phẩm. Thứ ba, xe chưa có bộ giảm xóc, vì thế nên chiếc xe chỉ thuận tiện khi đi trên đường trải nhựa mà thôi. Dù còn những khía cạnh chưa hoàn hảo, song vẫn không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của những chiếc xe đạp điện xinh xắn đã tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống chốn thị thành. Không có tiếng ồn ào của động cơ, không xả khói bụi, xe đạp điện như một dấu lặng yên bình, xen vào những bộn bề tấp nập của phố xá. Còn gì tuyệt vời hơn sau mỗi giờ tan tầm, được cùng bạn bè, đồng nghiệp, rong ruổi trên những con đường màu xanh của thủ đô, nhất là vào những ngày tháng 9 này, khi Hà Nội đẹp nhất trong năm.